Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của Sona. Trong video lần này, Sona sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sử dụng phần mềm Babuzo trên màn hình tương tác thông minh. Giống như những phần mềm Woodwall hay là Learning Apps, thì Babuzo cũng là một phần mềm dành cho việc giảng dạy, đào tạo cũng như học tập cho các thầy cô và các em học sinh. Vậy chúng ta sẽ sử dụng phần mềm này như thế nào, cũng như là điểm hấp dẫn của Babuzo là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé.
Và vừa rồi là một vài chia sẻ của Sona muốn gửi tới các bạn về cách chúng ta sử dụng phần mềm Bamboozle trên màn hình tương tác thông minh. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like, subscribe và chia sẻ nội dung này cho nhiều người để biết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.